cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Đến với người bằng một tình nghĩa đã góp tường gầy dựng thiên cơ, ấy là chính Đức Kitô xây nhà giáo hội Thiên Thu vững vàng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay là một ngày hội lớn, một ngày vui mừng hân hoan của tất cả mọi thành phần của đại gia đình giáo xứ Lào Cai, cách riêng của giáo họ Bắc Cường, mong muốn có một nơi xứng đáng dành riêng cho Thiên Chúa ngự, cũng là nơi dân con Ngài đến cầu khẩn thánh danh. Niềm mong đợi ấy hôm nay không còn là niềm ước mơ nữa, nhưng đã trở thành hiện thực, niềm vui đong đầy. Xin tạ ơn Chúa vì nơi đây đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô, nơi đây dân Chúa đặt trọn niềm tin vào Người. Xin tạ ơn Chúa vì nơi đây con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi thuận lợi để xứng đáng con người được ở với Chúa. Xin tạ ơn Chúa vì nơi đây vườn nho Chúa đã trồng và luôn chăm sóc. Xin tạ ơn Chúa vì nơi đây đoàn chiên được quy tụ để nghe tiếng Người. Xin tạ ơn Chúa vì nơi đây là mảnh đất tốt để gieo lời hằng sống, gặp gỡ huynh đệ, để rồi đem bình an của Chúa vào trong môi trường sống hàng ngày. Xin tạ ơn Chúa vì thánh đường là hình ảnh của giáo hội, được xây dựng bởi những viên đá sống động và mời gọi mọi người tham gia và đóng góp vào việc xây dựng nhà Chúa. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hòa chung tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì việc kiến thiết một ngôi nhà thờ phù hợp với nhu cầu của dân Chúa, xứng đáng để thờ phượng Chúa là điều chính đáng. Đồng thời cùng nhập ý cầu xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng thánh đường của giáo họ Bắc Cường được mọi sự bình an, cho mọi thành phần dân Chúa luôn hăng say cộng tác để công trình sớm được hoàn thành trong thánh ý Chúa.
Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý thầy, quý dì, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Rất là vui cho giáo xứ Lào Cai chúng con nói chung và giáo họ Bắc Cường nói riêng được sự cho phép của tòa giáo mục. Hôm nay giáo xứ Lào Cai của chúng con và cách riêng giáo họ Bắc Cường có được một thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ. Trước khi bước vào thánh lễ, con xin được giới thiệu các thành phần đến để tham dự thánh lễ hôm nay. Có Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa đến chủ tế thánh lễ hôm nay. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Con xin giới thiệu có cha cố An Tôn Dương Phú Oanh, người đã nghỉ hưu nhưng mà hôm nay ngài cũng tới để dâng thánh lễ với chúng ta. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Có cha cựu quản sứ của chúng ta, cha Doan Nguyễn Huy Tụng, người rất có công với giáo xứ Lào Cai, chúng ta cùng chào mừng cha một tràng pháo tay. Cha tránh văn phòng tòa giáo mục, cha Vê-lô Lê Quốc Hưng, cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến là chánh sứ của Yên Bái, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, cha Phêrô Phan Kim Vấn, chúng ta cũng cho cha tân quản sứ của giáo xứ Lai Châu, vâng, cha Giuse Trường, cha Giuse Nguyễn Văn Cường, dạ, cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng Tếu, vâng, và cha phó cha Giuse Nguyên của chúng con. Vâng. Con xin giới thiệu bên này có cha quản hạt giáo hạt Yên Bái, cha Phêrô Nguyễn Đình Đền. Vâng ạ, cha Cấn Công Định ạ. Có cha Huy của dòng Đồng Công, nhưng ngài cũng đã đang phụ trách một giáo xứ ở Phú Thọ. Có thầy sứ của chúng ta, ngày thầy sứ đầu tiên của giáo xứ. Vâng ạ. Còn bên này thì có hai cha phó, có ba cha phó của chúng ta, xin mời ba cha phó đứng dậy ạ. Vâng, trong tương lai rất là gần có một cha phó nữa ở đây, xin mời cha phó mới chuẩn bị đến. Dạ vâng. Về tham dự với giáo xứ Lào Cai, giáo họ Bắc Cường có các đồng chí trong công an tỉnh là có ông Hà Minh Hùng, phó phòng PA88 đại diện công an tỉnh Lào Cai, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Có ông Trần Phùng là trưởng ban tôn giáo tỉnh Lào Cai và đoàn đến tham dự, chúng ta cho một tràng pháo tay. Thành phố gồm có ông Mai Xuân Trung, phó trưởng công an thành phố và đoàn. Ở phường Bắc Cường gồm có ông Nguyễn Trường Sơn, phó chủ tịch phường Bắc Cường, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Ông Hồ Sĩ Minh, trưởng công an phường Bắc Cường, xin một tràng pháo tay. Có Hội Phật giáo phường Bắc Cường. Dạ. Và chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng nhau trong ngày trọng đại của giáo họ Bắc Cường. Rồi con xin giới thiệu là có những người mặc áo đen ở dưới đây, đó là các nữ tu của dòng Mến Thánh Giá Hương Hóa. Chúng ta cùng chào mừng các dì bằng một tràng pháo tay. Và có các thầy đang giúp ở các giáo xứ của hạt giáo hạt Lào Cai cũng đến tham dự. Xin cộng đoàn cho các thầy một tràng pháo tay. Và giờ đây cũng đã đến giờ dâng lễ, con xin mời Đức Cha. Thank you.
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trước hết tôi rất là vui mừng hôm nay được thay mặt cho Đức Cha chính của giáo phận chúng ta, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, để đến đây dâng thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Bắc Cường. Đáng lẽ Đức Cha chính giờ phút này hiện diện với anh chị em ở đây, ngài rất là muốn cái điều này, nhưng vừa qua trong suốt hơn một tuần lễ họp hội đồng giám mục ở tại Sài Gòn thì ngài bị đau cho đến ngày hôm nay, cho nên ngài đã ủy thác cho tôi được thay ngài đến đây. Tôi đến đem theo lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Đức Cha giáo phận với anh chị em giáo họ Bắc Cường. Chúng ta cùng cảm ơn Đức Cha bằng một tràng pháo tay. Thế tôi xin chào mừng quý anh chị em, tất cả cách riêng là những anh chị em ở giáo họ Bắc Cường. Rồi tôi xin được chào mừng các vị khách đạo và đời hôm nay cũng đến chung vui với cộng đoàn giáo họ Bắc Cường, giáo xứ Lào Cai trong giây phút long trọng này là khởi công đặt nền móng để xây dựng ngôi nhà Chúa ở đây. Cảm ơn quý vị khách đã đến hiệp thông với chúng tôi trong cái niềm vui lớn này. Thưa cộng đoàn thân mến, tôi đến Lào Cai mỗi lần thì đều cảm thấy ngạc nhiên, thán phục vì thấy cái tốc độ xây dựng ở trên khắp cái thành phố Lào Cai. Đây là thành phố đang được phát triển. Và trong cái chiều kích đó thì giáo hội cũng đang phát triển. Nhà thờ Cẩm Đường, nhà thờ Cam Đường đã được xây dựng từ mấy năm nay và đang đi dần đến chỗ hoàn thành. Và hôm nay lại có một niềm vui lớn với lại Lào Cai, đó là chúng ta được phép để xây dựng một ngôi thánh đường mới ở đây, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong đức tin và trong đức mến, chúng ta ý thức rằng đây là lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, trước đây tôi cũng đã được đến thăm anh chị em mấy lần trong cái hiện trạng là ngôi nhà thờ cũ đổ nát xuống cấp trầm trọng. Chúng ta mong mỏi cái ngày này, thì hôm nay lòng thương của Chúa đã đến để cho chúng ta hân hoan vui mừng dâng thánh lễ khởi công này lên Chúa như một lời tạ ơn, và cầu xin Chúa chúc phúc lành cho công cuộc này từ khởi sự cho đến hoàn thành, được bình an, được diễn tiến tốt đẹp, hài hòa, đừng xảy ra một chuyện đáng tiếc nào. Xin Chúa cũng nhận lấy tất cả tấm lòng của mỗi người chúng ta dâng lên Chúa trong ngày khởi công này. Xin Chúa thương đoàn kết tất cả anh chị em nên một, như hội Thánh Chúa là một và Chúa của chúng ta cũng chỉ là một. Thế thì chúng ta ý thức để xin Chúa chúc lành cho cái sự hiệp nhất trong cộng đoàn của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập hội thánh xây trên nền tảng các tông đồ và có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Xin cho dân tập hợp tại đây nhân danh Chúa biết kính sợ, mến yêu và đi theo Chúa để vươn lên trở thành đền thờ tôn vinh Chúa và được Chúa dẫn đưa họ sẽ đạt tới thành thánh Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Khi ấy, vua David ngự trong đền, và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều làm bằng da ư? Nathan trả lời với vua rằng: điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua. Nhưng xảy ra là đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: hãy nói với David tôi tớ ta rằng: Chúa phán thế này, có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân ta, và ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Thank you.
tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả tòa nhà được xây dựng cao trên thành đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong thánh thần. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phục vụ thân mến, tôi xin phép được dựa vào các bài đọc lời Chúa chúng ta vừa nghe để gửi đến anh chị em một số suy nghĩ về công việc chúng ta xin Chúa chúc phúc cho trong thánh lễ này, đó là việc xây dựng. Ba bài đọc chúng ta vừa nghe đều nói đến công việc xây dựng, và sẽ đi từ việc xây dựng một cái nhà mang nghĩa đen, nghĩa vật chất, đến một cái nghĩa bóng, nghĩa tinh thần, rồi đi đến một cái nhà khác nữa, là cái nghĩa thiêng liêng, để rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần áp dụng, và chúng ta phải có một cái tâm tình nào, chúng ta phải có những cái quyết tâm nào cho công cuộc xây dựng người nhà Chúa đây nhé. Trước hết thì anh chị em thân mến, những bài học chúng ta vừa nghe đó là nói đến công việc xây dựng nhà. Bài đọc Cựu Ước thứ nhất, bài thứ nhất trích từ sách Samuel quyển thứ hai, khi David đã hoàn toàn bình ổn trong công cuộc chinh phục đất nước, thì ông ngự ở trong đền, đây là đền vua, cũng là một cái nhà đó chắc chắn là đẹp đẽ lộng lẫy lắm, như mọi cái cung điện vua chúa. Và một hôm ông David cảm thấy áy náy, bởi vì ông nghĩ và ông nói với tiên tri Nathan thế này: ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương,
một loại gỗ quý đó. Còn hòm bia của Chúa thì lại để ở trong lều bằng da ư? Và bố có ý là sẽ xây cho Chúa một cái nhà. Chúa biết cái tấm lòng của David. Cho nên Chúa mới dùng miệng của Nathan để nói rằng: hãy nói với David tôi tớ ta rằng có Chúa phán thế này, có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn đang theo sau đoàn chiên. Tức là khi ấy là David còn vô danh tiểu tốt, là một người chăn chiên thôi. Nhưng mà bây giờ trở nên thủ lãnh Israel dân ta. Thế rồi Chúa cảm kích trước cái tấm lòng của vua David, mặc dù Chúa không cần. Bởi vì vũ trụ này, vũ hoàng này do Chúa dựng nên, nó là nhà của Chúa rồi. Chúa chẳng cần là phải xây cho Ngài một ngôi nhà đâu. Nhưng mà Chúa vẫn nhận cái tấm lòng của David. Thì Chúa đáp lại như thế nào, anh chị em nghe chính lời Chúa nói với David qua môi miệng Nathan. Ta sẽ xây cho ngươi một cái nhà. Để Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Về cái điểm này thì trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta cũng có một cái nét tương đồng. Cái chữ nhà khi viết là thường thì nó là cái nhà bình thường của mỗi người chúng ta. Nhưng cái chữ nhà khi được viết hoa thì nó chỉ một triều đại. Ví dụ chúng ta nói là nhà Lê, nhà Nguyễn, nhà Đinh, nhà Trần. Nhà viết hoa là một triều đại, một vương quốc của nhà vua. Thế thì Chúa dẫn đưa David và chúng ta đây, đang từ một cái căn nhà thường, nhà của người, con người chúng ta, đến một cái nhà viết hoa là một triều đại. Và chúng ta biết rằng là Chúa chúc phúc cho triều đại của David đúng là vững chắc đến muôn đời, ngôi báu của David vững bền mãi mãi. Bởi vì sau này khi ngôi hai Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, thì Ngài đã chọn nhà David để mà giáng sinh trong dòng dõi của ông. Như vậy chúng ta đã đi từ cái nghĩa đen sang một cái nghĩa bóng của việc xây dựng một cái căn nhà. Trong khi con người chúng ta xây dựng một cái nhà cho Chúa, thì Chúa đáp lại bằng việc Ngài xây dựng cả một triều đại cho con người. Sang bài đọc Tân Ước hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thơ gửi tín hữu Ê-phê-sô đã dẫn chúng ta đi đến một cái ý nghĩa khác của một căn nhà, đó là cái nghĩa thiêng liêng, đó là linh hồn của mỗi một người chúng ta. Mỗi linh hồn chúng ta qua bí tích thánh tẩy cũng đã được Chúa thánh hiến để trở nên một ngôi nhà cho Chúa ngự. Linh hồn của chúng ta, mỗi người đó trở nên một đền thờ thiêng liêng cho Chúa ba ngôi ngự với chúng ta. Thánh Vịnh Cựu Ước nói Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Chúa vui thích ở giữa chúng ta. Không chỉ trong các nhà thờ, nhà nguyện mà chúng ta nỗ lực xây dựng cho Chúa, mà chính Chúa đã làm trước hết cho mỗi một người chúng ta thành một cái ngôi đền thờ thiêng liêng cho Ngài ngự. Và chúng ta đã bước sang cái nghĩa thiêng liêng rồi. Và cũng trong cái ý đó thì bài tin mừng chúng ta vừa nghe trong tin mừng Matthew cũng nói đến việc xây dựng một căn nhà khác, đó là hội thánh Chúa. Chúa Giêsu khẳng định với Phêrô và các tông đồ rằng: Thầy bảo cho con biết con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và đây không phải là một công trình do con người làm, nhưng là chính Thiên Chúa là người xây cái đền thờ này, là hội thánh của Chúa. Và Chúa khẳng định rằng cửa địa ngục sẽ không thắng được. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và chúng ta bước sang một cái nghĩa thiêng liêng
chúng ta hôm nay là những phật tử trong hội thánh chùa, trong giáo hội, chính là trên nền tảng Đức Giêsu Kitô là viên đá móng. Ở trong bài đọc thứ hai cũng nhắc đến cái ý tưởng đấy mà Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta sung sướng, vui mừng vì là phần tử của hội thánh. Chúng ta được ở trong nhà của hội thánh Chúa ở trần gian này. Từ những cái cộng đoàn nhỏ bé là giáo họ, đến giáo xứ, đến giáo phận và đến giáo hội. Chúng ta tin tưởng rằng là đang khi ở trần gian này, chúng ta đã và đang được ở trong ngôi nhà của Thiên Chúa cho đến ngày chúng ta sẽ về nhà Cha. Đấy là một cái kiểu nói mà người Công giáo vẫn sử dụng để chỉ một người khi đã hoàn tất hành trình trần gian về với Chúa, là không phải đi đâu cả, là đi về nhà Cha, lại có một cái nhà nữa ở trên nước trời mà hội thánh là đang là hiện thân của ngôi nhà ấy ở trần gian, giúp cho chúng ta vững vàng tin tưởng bước đi trong cuộc đời trần thế này. Tôi xin đi sang phần thứ hai, áp dụng dựa vào lời Chúa nói về việc xây dựng những ngôi nhà. Thì chúng ta thấy rằng là cả chúng ta lẫn Thiên Chúa đều đang góp công, góp sức, góp phần vào việc xây dựng những căn nhà thiêng liêng, căn nhà tinh thần này. Chính Chúa tạo dựng nên chúng ta thành một cái nhà của Chúa. Chính Chúa tạo lập hội thánh Chúa mà cho chúng ta làm phần tử. Chính Chúa cũng đã xây dựng một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời cho chúng ta. Và bây giờ Chúa cũng muốn chúng ta cộng tác vào cái công trình này. Ở trần gian, Chúa bật ban cho anh chị em chúng ta một cuộc sống như mọi người khác. Anh chị em cũng có những cái căn nhà vật chất, cũng là công sức của anh chị em, nhưng cũng là Chúa ban cho anh chị em. Cứ vui hưởng cái căn nhà mà Chúa ban cho mình, nhưng đừng quên rằng mỗi một người chúng ta lại còn là một cái căn nhà thiêng liêng của Chúa nữa. Cho nên xin anh chị em đừng chỉ chú tâm lo việc xây dựng căn nhà vật chất như là những tòa nhà chung quanh chúng ta đây. Anh chị em được xây dựng như thế chứ, được lo lắng cho cái căn nhà của mình mỗi một ngày một xinh đẹp hơn, vững chắc hơn, đẹp tiện nghi hơn. Nhưng đừng quên, mỗi người chúng ta cũng phải xây dựng cái căn nhà thiêng liêng, tức là chính linh hồn của chúng ta. Đó là đời sống đạo. Tôi ao ước rằng anh chị em ở giáo họ Bắc Thượng, hơn 500 nhân danh đang sinh hoạt đạo ở đây, nhưng đừng quên rằng mình lo cho căn nhà thiêng liêng của mình và đồng thời những căn nhà thiêng liêng của những anh chị em đồng đạo chúng ta, chung quanh chúng ta đây. Vì chắc chắn là có những anh chị em đang lơ là ngồi lạnh với cái việc xây dựng, bảo trì cái căn nhà thiêng liêng của mình nhất. Chúng ta không phải chỉ có lo cho cái căn nhà thiêng liêng linh hồn của mình, mà chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị em chung quanh đang thờ ơ ngồi lạnh, hờ hững với cái căn nhà thiêng liêng là linh hồn của họ, để giúp nhau cùng xây dựng những căn nhà thiêng liêng cho tốt đẹp. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong việc xây dựng ngôi nhà Chúa ở tại Bắc Thượng đây, ngôi nhà vật chất này là chính đền thờ đó, thì Thánh Phaolô trong bức thư thứ hai cũng mời gọi các tín hữu Ê-phê-sô hãy hợp nhất với nhau. Anh em cũng được xây dựng làm một với nhau để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. Có nghĩa là làm thế nào để việc xây dựng ngôi nhà thờ ở Bắc Cường đây ấy, nối kết anh chị em nên một, bởi chúng ta làm nên một thân thể ở trong hội Thánh Chúa. Chúng ta hãy hết sức nỗ lực để xây dựng ngôi nhà Chúa khởi đi từ ngày hôm nay ở tại đây trên mảnh đất Bắc Cường này. Tôi xin là kêu gọi anh chị em hãy tích cực cùng với cha quản sứ, ban hành giáo của giáo họ Bắc Trường, cũng như với tất cả anh chị em của giáo xứ Lào Cai, nỗ lực xây dựng ngôi nhà thờ Bắc Trường đây tốt đẹp. Chúa mời gọi anh chị em cộng tác vào.
Thế thì ai có của thì hãy góp tiền, ai có sức thì hãy góp công. Nhưng phải làm sao để có sự hiệp nhất ở trong đó, nên một ở trong đó. Vì hễ một công trình nào mà được xây dựng đặt trên cái nền tảng là sự hiệp nhất, sự đoàn kết thì sẽ thành công, sẽ tốt đẹp. Chứ nếu mà xây dựng nhà thờ để rồi gây ra sự chia rẽ ở trong cộng đoàn thì làm sao Chúa có thể hài lòng với cái công việc xây dựng này, dù cho nó có đẹp và nó có đáng giá đến mấy đi nữa, mà cộng đoàn không hiệp nhất nên một trong Chúa thì cũng bỏ thôi. Cho nên anh chị em làm thế nào để bên cạnh cái việc tích cực về mặt vật chất, công sức, tiền bạc đóng góp vào để xây dựng nhà Chúa, thì anh chị em cũng nghĩ đến cái căn nhà tinh thần, căn nhà thiêng liêng nó được xây dựng trên nền tảng duy nhất là chính Chúa Giêsu Kitô mà thôi, chỉ có một Chúa thôi. Chúng ta được xây dựng hội thánh trên một nền tảng là chính Chúa Giêsu, thì chúng ta phải nên một với nhau trong công cuộc xây dựng ngôi thánh đường vật chất tại Bắc Cường này. Chúng ta hôm nay rất vui mừng khởi công xây dựng ngôi nhà thờ này dưới sự chúc lành của Chúa. Chúng ta cầu mong Chúa sẽ giúp cho công cuộc này từ khởi sự cho đến hoàn thành được ở dưới lòng thương xót của Chúa, lòng thương yêu. Và Chúa hiện diện ngay với anh chị em trong lúc anh chị em xây dựng ngôi nhà thờ này. Bên cạnh đó, xin anh chị em cũng hãy nghĩ đến cái việc làm thế nào xây dựng ngôi nhà Chúa chính là để cho anh chị em có một nơi thờ phượng Chúa. Thế thì anh chị em mới thể hiện cái lòng ao ước có một ngôi nhà thờ rồi thì Chúa đã ban cho đây, và không bao lâu nữa nó sẽ hình thành một ngôi nhà thánh đường rất là đẹp theo như mẫu mã đã được trình bày cho anh chị em thấy, là một ngôi nhà thờ mới vươn lên cao, nói lên lòng chúng ta hướng lên Chúa. Và chúng ta phải làm sao để ngôi nhà thờ này sau khi hoàn thành đó được vang lời chúc tụng ngợi khen Chúa, lời cầu nguyện, lời khẩn xin dâng lên Chúa để Ngài chúc lành cho chúng ta. Cho nên phải làm thế nào để giáo họ Bắc Cường cũng vươn lên, cũng phát triển ra, làm thế nào để cho ngôi thánh đường đó mỗi một ngày vẫn có những anh chị em giáo dân lui tới cầu nguyện và lại đưa được thêm nhiều người khác nữa đến với Chúa, để cho danh Chúa được rạng sáng ở tại mảnh đất Bắc Cường này. Cho nên tất cả mọi công việc này, mọi ý nghĩ, mọi mong ước của chúng ta hãy chân thành gom góp lại dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay, để xin Chúa đón nhận, xin Chúa chúc lành. Ở trong tâm tình đó, tôi xin được chung vui với anh chị em ở giáo họ Bắc Cường. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần vào cái ngày hôm nay để khởi công xây dựng, trong đó cũng có cả chính quyền địa phương các cấp, cũng vì sự quan tâm đến cái nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của người dân, để rồi chúng tôi có thể khởi công xây dựng ngôi thánh đường này. Đó là cái điều mà mọi người chúng tôi đều rất là vui mừng. Xin cảm ơn tất cả những anh chị em ân nhân xa gần hôm nay cũng hướng về giáo họ Bắc Cường này và sẵn sàng cộng tác vào công cuộc xây dựng ngôi nhà Chúa ở đây. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Xin mời cộng đoàn đến nhé. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã tập hợp chúng ta nơi đây trong ngày khởi công xây dựng nhà thờ Bắc Cường. Xin Chúa cũng xây dựng chúng ta trở nên đền thờ sống động trên đá góc là chính Đức Giêsu Kitô, để mỗi ngày chúng ta chúc tụng tôn vinh danh Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô II, Đức Giám mục Giáo phận, Cha quản sứ Giuse,
cha phó Phêrô, tác phẩm trật trong hội thánh được luôn trung thành với đức tin và nhiệt tâm xây dựng một hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giáo phận chúng ta được phát triển không ngừng, nhờ dân Chúa là những viên đá sống động góp phần xây dựng đền thờ vĩnh phúc quê trời, nơi mà mọi tín hữu luôn hướng đến với trọn niềm hy vọng cậy trông. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Lào Cai, đặc biệt là giáo họ Bắc Cường, và cho hết mọi ân nhân gần xa, quảng đại đóng góp vào công trình xây dựng ngôi thánh đường này, được Chúa chúc phúc, che chở và cho được tin thêm, cho đức tin được thêm mạnh mẽ, dựa trên nền tảng vững chắc của hội thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa chúc lành và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất cũng như tinh thần cho ngôi thánh đường sớm hoàn thành trong bình an và luôn làm sáng danh Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhận lời dân Chúa đang tha thiết khẩn nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa đây được luôn luôn yêu thương và liên kết với nhau nên một. Xin cho công trình này được mau hoàn tất để chúng con có nơi thờ phượng Chúa và lãnh nhận các mầu nhiệm ơn Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đá là một chất liệu cứng, nói lên sự vững bền và thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Viên đá mà Đức Giám Mục làm phép hôm nay lại chính là viên đá lấy từ đáy vọng này được xẻ ra. Bởi đá cũng là biểu tượng của Đức Kitô, là nền tảng của giáo hội, cho nên khi cử hành nghi thức này, chúng ta đặt tất cả công trình vào Đức Kitô, bởi không có Ngài thì không có gì tồn tại. Kính mời cộng đoàn hiệp thông trong nghi thức làm phép và đặt viên đá móng đầu tiên. Thế nên chúng ta xin Chúa làm phép diện tích ngôi nhà thờ mới sẽ được xây dựng và xin Chúa thánh hóa công cụ này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đổ tràn đầy sự thánh thiện của Chúa trên khắp trần gian, đến nỗi danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa chúc phúc cho con cái Chúa ở đây là những người đã dâng cúng hoặc đã lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây dựng kính Chúa một ngôi thánh đường. Xin cho chúng con hôm nay đồng tâm phấn khởi tham gia khởi sự công trình và sau một thời gian sẽ được cử hành các mầu nhiệm thánh trong đền thờ của Chúa và được ca tụng Chúa không ngừng trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Giờ đây anh chị em thân mến, chúng ta xin Chúa làm phép viên đá đầu tiên, để trên viên đá này sẽ xây dựng ngôi thánh đường mới. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chí thánh, con một Chúa sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được ngôn sứ loan báo là đá, không phải do người phàm xẻ ra từ núi, và đã được Thánh Tông Đồ tuyên bố là nền móng không thể chuyển lay. Xin Chúa thương làm phép viên đá đầu tiên này để chúng con đặt xuống nhân danh người. Chúa đã đặt người làm nguyên thủy và cùng đích mọi vật, thì xin cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Thánh Thầy, nguyện chúc người được vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Hiệp lòng cùng với muôn người xây công trình mới xứng ngôi thánh đường này đây, với cả tâm tình hoa tươi thơm ngát nghĩa tình gần xa, và đây trái ngọt vườn nhà tấm lòng thành kính dâng Cha trên trời. Kính xin Chúa thương nhận lấy lễ vật này để nói lên sự đóng góp chung của mọi người và cộng đoàn xây dựng công trình nhà Chúa, và nguyện xin Chúa ban bình an cho mọi người hiện diện trong thánh lễ này. Xin cộng đoàn hát thượng tiến lên băng ngôi. Amen.
bao năm trong đời trông cõi trời với nhiều nhung như bao năm trong đời xin Chúa trời mãi chờ che đây những nụ hoa tươi dâng đi lên thiên Chúa nhân hiền đời con chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con năng đến gần bàn thờ Chúa mà sốt sắng tham dự của lễ tế Đức Kitô mà chúng con dâng lên lúc này, để khi được người bổ dưỡng, chúng con nên một trong đức tin và đức mến và trở nên hình ảnh sống động của Người, Người hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ ơn Chúa, hôm nay chúng con khởi công xây dựng thánh đường này. Nơi đây Chúa sẽ không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng Chúa. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Chúa đã thực hiện với các tín hữu. Quả thế, tại nơi này Chúa đã xây dựng những đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này Chúa làm cho hội thánh rải rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, để nhiệm thể Đức Kitô được hình thành. Đền thờ đặng ngợi Chúa vinh quang, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và ngợi khen Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè rao và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con,
được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, Đức Kiên Toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Gioan Maria chúng con, Đức Giám mục Phu Tan Phong Sô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là chín cụ đã có công lập ra giáo họ Bắc Cường này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng giữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây chi Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ vui vẻ đến đây thờ phượng Chúa và mai sau được cùng thần thánh chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin mời quý cha. Đức cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Sau đây có một vị đại diện ban hành giáo cảm ơn. Chúng ta thấy cái mô hình nhà thờ của giáo họ Bắc Cường sẽ xây dựng ở đây rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn. Bởi vì chưa thấy ở trong giáo phận chúng ta có một ngôi thánh đường có cái kiến trúc độc đáo như thế này. Cho nên nhân cơ hội hôm nay tôi cũng muốn xin cha xứ cũng có đôi lời giải thích với cộng đoàn về cái cấu trúc kiến trúc của ngôi nhà thờ mới sẽ xây dựng, để cho mọi người chúng tôi càng thêm là nao nức mong đợi cái ngày ngôi thánh đường này sẽ hoàn thành và sẽ được lại đến đây để dâng lễ tạ ơn hoàn thành ngôi thánh đường mới. Xin mời cha. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý thầy, quý dì, quý đại biểu chính quyền các cấp,
các quý ân nhân, quý thân nhân và tất cả quý ông bà anh chị em. Quả thật là cái mô hình trước mắt quý đức cha và tất cả mọi người thấy nó rất là lạ mắt. Nhưng mà đúng là con thấy đối với con cũng lạ mắt, nhưng mà con rất là mạo hiểm. Về sau 9 năm làm mục vụ tại miền Tây Bắc này, thì con cũng đưa ra một ý tưởng. Đây chỉ là những ý tưởng cá nhân mà nó không biết nó đúng hay sai, nhưng mà con sẽ cố gắng để thực hiện ý tưởng này. Thưa quý ông bà anh chị em, nhất là quý ông bà anh chị em của giáo họ Bắc Cường, trong những ngày vừa qua có cũng có nhiều người hỏi là không biết là làm cái cách này thì nó có giống nhà thờ hay không. Thế thì trước hết con giải thích ý, trước khi con giải thích thì con xin phép cho con được có 5 ý tưởng mà con gợi lên. Cái ý tưởng thứ nhất mà con có ghi ra đây là giáo xứ Lào Cai là nằm gần như là thuộc tỉnh Lào Cai. Chúng ta nhìn thấy xung quanh đây toàn là núi, mà đặc biệt là tỉnh Lào Cai có một đỉnh Phan Xipang cao nhất, không có chỗ nào cao hơn ở cái Việt Nam này, đó là nóc nhà Đông Dương rồi. Thế thì con nghĩ rằng người Lào Cai rất là tự hào về cái dãy núi này, và nó như là có một cái ý chí, một cái sức mạnh vươn lên. Và con đấy, đó là một ý tưởng thứ nhất. Và ý tưởng thứ hai nữa, con thấy rằng là đạo Công giáo đã truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ vào từ năm 1533, nhưng mà riêng đối với lại tỉnh Lào Cai thì vào cuối thế kỷ thứ 19. Nếu mà giáo xứ Lào Cai được thành lập từ năm 1912 thì giáo họ Bắc Cường này được thành lập vào năm 1928. Thế là đã có cả gần 100 năm đạo đến đất Bắc Cường này rồi. Nhưng mà không biết là cái sự ảnh hưởng của đạo Công giáo nó đã được đến đâu. Cho nên là con cũng mạo muội nói rằng đạo Công giáo và tin mừng của Chúa phải được thấm sâu vào cái nét suy nghĩ, cái nét văn hóa của người bản địa ở đây. Đấy là ý tưởng thứ hai. Và ý tưởng thứ ba nữa là cho dù người Công giáo tại tỉnh Lào Cai chưa có nhiều, nhưng mà Chúa đã dạy anh em phải là muối cho đời. Vì thế là những người Công giáo ở cái tỉnh Lào Cai này phải sống đúng với cái tinh thần và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, tức là sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Cho dù có ít nhưng mà mình vẫn phải sống như vậy. Và một người Công giáo tốt cũng phải là một người công dân tốt. Cho nên là phải thực sự sống tin mừng một cách triệt để. Và ý tưởng thứ tư nữa, còn có ý để diễn tả là Đức Giêsu Kitô là Chúa của những người Công giáo này. Đấy là nói một nghĩa hẹp. Là Chúa Kitô chính là ánh sáng. Và ánh sáng mà Đức Giêsu nói rằng ta là ánh sáng thế gian. Và Ngài cũng còn nói với các môn đệ rằng anh em phải là ánh sáng cho trần gian. Vì thế con sẽ diễn tả một lát nữa cái tháp chuông, nó rất là nhiều cái kính màu để biểu trưng cho ánh sáng. Đức Giêsu chính là ánh sáng. Và ý tưởng thứ năm nữa thì trong nhiều ngày nay con suy nghĩ, con quan sát cái đô thị Lào Cai Cam Đường này, tất cả các cái nhà xây lên đây không có nhà cổ, không hề có nhà cổ, toàn những nhà quý ông anh chị em nhìn đó là những cái nhà tầng, nhà Tây, nhà như thế thôi. Cho nên là đó là một đô thị mới. Các công trình mọc lên đều theo dáng dấp hiện đại. Vì thế nhà thờ chuẩn bị xây đây cũng cần phải hiện đại để phù hợp với môi trường xung quanh. Vì thế cái 5 cái ý tưởng này, cho nên là nó cứ thôi thúc con để tạo ra một cái gì đó mới. Con có nhờ rất là nhiều kỹ sư để thiết kế,
nhưng mà các kỹ sư thiết kế toàn là vẻ Gothic, có những cái đẹp lắm nhưng mà con không hợp, không thấy phù hợp nơi đây. Cho nên trong cái lúc mà con đang băn khoăn như vậy để suy nghĩ có một cái dáng dấp một nhà thờ mà theo năm cái ý tưởng con vừa đưa ra đó, thế thì ở giáo xứ Lào Cai có một anh Tiến làm cái lò bánh mì ở Kim Tân này. Đây, anh đến anh nói rằng là con có một người bạn. Người bạn này rất là giỏi về kiến trúc mà chuyên môn chỉ vẽ nhà thờ mà thôi. Thế con cho mời anh đó đến, mời anh đó đến. Thế thì con nói chuyện năm cái ý tưởng này của con. Thế thì anh nó diễn tả năm cái ý tưởng đó trên bản vẽ. Và cái bản vẽ quý ông bà anh chị em xem. Trước hết con lấy cái mô hình này đúng là không có giống một cái nhà thờ nào trong giáo phận Hương Hóa này hết. Thế thì cái nhà thờ này vì đất nó có hạn, chiều dài, chiều ngang cái mặt đường Ngô Quyền đây có 62 mét. Mà chiều từ đường Ngô Quyền đến đường N14 này 46 mét. Vậy chi là nó rất là hạn hẹp để mình quảng diễn cái ý tưởng này. Cho nên là cái ý tưởng thứ nhất mà không giống các cái nhà thờ khác tại giáo phận Hương Hóa là cái tháp chuông, là tháp chuông rời. Và tháp chuông rời này thì chính cái chỗ này, đây là tháp chuông sẽ ở chỗ này. Và tháp chuông này với điều kiện là phải cao và phải biểu trưng cho như là sức mạnh của đỉnh Phan Xipang vươn lên. Nhưng mà phải được cắm nhập cái tin mừng của Chúa ở đó. Và Đức Giê-xu phải là ánh sáng. Cho nên là ngoài cái vấn đề nó khỏe, nó mạnh, nó thể hiện cái ý chí của người Lào Cai, trong đó có người Công giáo của Lào Cai, thì có những cái vết gọi là những cái kính màu đó, mà chỉ cần thắp những cái bóng đèn rất là nhỏ thôi ở trong là buổi tối cũng có thể phát sáng ra. Và mọi người có thể nhận đây chính là nhà thờ và Đức Giê-xu chính là ánh sáng trần gian. Và con làm cao lên là cái tháp này 54 mét. 54 mét này thì chỗ này không có được cao lắm. Xung quanh đây là nhà thờ như các nhà 3-4 tầng thì nhìn từ đằng xa thì cũng có nhìn thấy được cái tháp chuông nhà thờ. Và cái tháp chuông nhà thờ thì chúng ta nhìn thấy Đức Giê-xu là ánh sáng đã đành, mà biểu tượng của người Công giáo chính là cây thập giá. Thì quý ông bà nhìn thấy cái vết vàng vàng kia từ trên xuống dưới, đó chính là cây thập giá của người Công giáo. Và người ta nhìn vào cây thập giá đó, cây thánh giá đó, người ta biết đây rằng đây chính là nhà thờ và đó là biểu tượng của người Công giáo. Và cái nhà thờ cũng không có giống ai cả. Cái nhà thờ thì trong lòng thì 14 mét và con không có muốn làm cột trong dòng để cột đó. Và hai cái hiên, mỗi cái hiên là 3 mét, là vị trí chi là cái nhà thờ rộng 20 mét, dài 34 mét. Và làm bằng những cái chất liệu cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà đòi hỏi người thợ phải có một cái độ tinh xảo nhất định thì mới có thể hiện được hết. Và con muốn tôn trọng tối đa cái quy hoạch ở thành phố đây, cho nên là muốn làm một cái tầng hầm. Nói là tầng hầm như tầng này cao 4 mét, chìm xuống 1,4 mét và nhô lên trên 2,6 mét. Bởi vì làm theo cái kiểu mới, không có cột, cho nên cần phải dầm rất là lớn. Và cái công tác và cái công năng sử dụng ở đó, và cái chiều cao chắc khoảng 3,2 mét. Đấy là con muốn giới thiệu qua như vậy. Thế còn cái mục đích, dĩ nhiên là mục đích xây nhà thờ thì để quý ông bà anh chị em là người Công giáo đến đây để đọc kinh cầu nguyện thờ phượng Chúa, cái này thấy rõ ràng lắm rồi. Nhưng mà con còn có bốn mục đích nữa. Mục đích thứ nhất của con là làm sao cái nhà thờ chuẩn bị xây đây phải có công năng sử dụng tối đa, cho nên là không hề có cột, không có cột. Và cái chủ đích thứ hai nữa là hội nhập văn hóa núi rừng Tây Bắc nhưng vẫn phải đạt được sự linh thánh của nghệ thuật thánh. Tức là làm gì thì làm, nhưng mà người ta đến nhà thờ người ta phải cảm nhận được cái sự thánh thiêng. Và cái thứ ba, mục đích thứ ba nữa là tiết kiệm về mặt kinh phí
bởi dân còn nghèo mà nhà tài trợ thì ít. Và mục đích thứ tư nữa là phần lớn đất còn lại là con muốn là phải sử dụng được vào một cái quảng trường lý tưởng nhất, để không chỉ phục vụ cho những cái buổi lễ mà còn ngày thường đây, tất cả mọi người xung quanh đây, người công giáo cũng như người không công giáo, đều có thể đến nhà thờ nghỉ ở dưới cái các bóng cây như này, sáng ra có thể đi bộ tập thể dục một cách rất là tự do. Đấy là những ý tưởng, và có 5 ý tưởng của con và 4 mục đích. Bây giờ con muốn giới thiệu cái người mà đã diễn tả được cái ý tưởng của con trên cái bản vẽ này. Con xin giới thiệu có anh thiết kế là anh Trần Long. Xin anh Trần Long qua đây không ạ? Xin anh Trần Long. Anh Trần Long đâu ạ? Xin mời anh ra đây cho mọi người nhìn. Anh Trần Long này một cái là rất là yêu nghệ thuật và anh có thể vẽ cả ngày. Nhưng có mỗi một điều là tất cả những ai bán lược cho anh đều bị thất nghiệp, bởi vì anh không chảy đầu bao giờ. Đấy. Thế thì anh đã diễn đạt cái ý tưởng của con trên bản vẽ, và hy vọng rằng trong cái những ngày tới đây, cái ý tưởng và của chúng con sẽ được thực hiện nơi cái mảnh đất này. Và con chúng con cũng có dựng bằng phim, sau thánh lễ chúng con có thể chiếu những cái phim và cái các cái gian nhà, từ cung thánh, từ gác đàn, từ lòng nhà thờ cho đến tháp chuông. Thưa là cái tháp chuông này của con là sẽ làm 5 tầng và có thể ở được ở đó. Và con nếu như mà được phép, con cũng có một cái phòng riêng ở chỗ tháp chuông đó. Đấy là những ý tưởng của con. Con xin chân thành cảm ơn Đức cha, quý thầy, quý dì. Nếu như mà con mà có những ý tưởng không giống ai, thì xin quý ông bà, anh chị em cũng cầu nguyện cho ông con để làm sao cái ý tưởng đó trở thành những ý tưởng phục vụ một cách tốt nhất đối với quý ông bà, anh chị em, giáo xứ Lào Cai nói chung và giáo họ Bắc Cường nói riêng. Xin cho con một tràng pháo tay. Và giờ đây để thay lời cho các anh em linh mục, tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại giáo xứ Lào Cai, và đặc biệt là anh chị em giáo dân trong giáo họ Bắc Cường, con xin giới thiệu một vị đại diện cho giáo họ Bắc Cường sẽ có lời cảm ơn cho tất cả anh chị em chúng con. Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa. Kính thưa cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, quý chính quyền các cấp, quý tôn giáo bạn, quý hội đồng các giáo xứ, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa. Hòa chung với toàn thể giáo hội sống năm thánh lòng thương xót Chúa, được sự cho phép của tòa giám mục Hương Hóa, giáo họ chúng con hôm nay tổ chức thánh lễ tạ ơn Chúa và khởi công xây dựng nhà thờ Bắc Cường với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Đây chính là một niềm vui và hạnh phúc đối với giáo họ chúng con. Trước hết, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho chúng con rất nhiều hồng ân từ năm 1928 thành lập giáo họ cho đến hôm nay. Tiếp đến, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa. Hai đức cha đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho chúng con. Nhất là hôm nay, đức cha Alfonso đến chủ tế thánh lễ này. Thưa đức cha, chúng con luôn tin tưởng vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng sự dìu dắt của hai đức cha
ngôi nhà thờ mà chúng con sắp xây dựng sẽ sớm được hoàn thành. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha trong và ngoài giáo phận, sự hiện diện của quý cha trong thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ con hôm nay nói lên lòng quý mến của quý cha đối với cha xứ và họ giáo chúng con. Xin quý cha cầu nguyện cho chúng con. Giáo họ chúng tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai, phường Bắc Cường và tổ dân phố nơi nhà thờ hiện diện đã tạo mọi điều kiện trong việc tổ chức thánh lễ trọng thể hôm nay. Hơn nữa, quý vị lại có mặt để chung vui, niềm vui với chúng tôi trong thánh lễ này thật là quý mến. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ hôm nay. Đó là nguồn động viên cần thiết cho chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn các giáo sư bạn, giáo họ, quý ân nhân, thân nhân, bè bạn, quý khách và vì tình yêu thương đến chia sẻ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi. Sự quan tâm của các quý vị về tinh thần cũng như vật chất nói lên là tình đoàn kết yêu thương, sự hiệp thông trong giáo hội. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty Nam Tiến đã giúp chúng tôi về tiến trình giải phóng mặt bằng và hỗ trợ phương tiện khi chúng tôi cần. Chúng tôi xin cảm ơn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp gạch Đức Tiến đã giúp đỡ chúng tôi gạch để xây ngôi nhà nguyện đạm trong thời gian qua. Chúng tôi xin hy vọng doanh nghiệp Đức Tiến cũng giúp chúng tôi gạch để xây dựng ngôi thánh đường này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Trần Long, kỹ sư thiết kế nhà thờ giáo họ Bắc Cường và các đồng nghiệp của anh. Với óc sáng tạo của một người trẻ cộng với những kinh nghiệm nghề nghiệp, anh đã chắt lọc những nét tinh túy của núi rừng Tây Bắc để tạo nên một tác phẩm nhà thờ rất độc sắc, đặc sắc. Hy vọng rằng khi xây dựng xong ngôi nhà thờ này, công trình sẽ đáp ứng được nhiều mục đích. Thứ nhất là công năng sử dụng, thứ hai hội nhập văn hóa mà vẫn đạt được sự linh thiêng của nghệ thuật thánh. Thứ ba là tiết kiệm kinh phí. Thứ tư là phần đất còn lại của nhà thờ sẽ làm được một quảng trường lý tưởng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em Tôn Gia Bạn, anh chị em hàng xóm với nhà thờ đã đến chung vui với chúng tôi trong ngày trọng đại này. Anh chị em đã thực hiện câu nói của người xưa, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Để có được thánh lễ khởi công hôm nay trang nghiêm và sốt sắng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban xây dựng, ban thánh thiết, ca đoàn, các giáo họ Cốc Nếu, đội kèn, giáo sư Lào Cai, đội trống, giáo họ Tàng Lò, ban âm thanh, ánh sáng, ban ẩm thực cùng những ban ngành khác mà không thể kể hết được. Xin Thiên Chúa ban ơn nhiều ơn lành xuống trên quý vị. Đến đây, người mà chúng con không thể không nhắc tới và hết lòng cảm ơn đó là cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành cùng quý cha phó trong giáo xứ Lào Cai, vì mong muốn cho chúng con có một nơi thờ phượng xứng đáng. Quý cha đã ngày đêm lo liệu mọi sự cho chúng con, nhất là trong dịp trọng đại này. Xin Thiên Chúa ban xuống trên cha xứ và quý cha phó để quý cha chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa và giáo hội giao phó. Cuối cùng, sau thánh lễ, xin trân trọng kính mời quý cha, quý đức cha, quý thầy, quý dì, quý chính quyền các cấp, quý tôn giáo bạn, quý hội đồng giáo xứ các xứ, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa lưu lại dùng bữa cơm thân mật với cha xứ và họ giáo chúng con tại khuôn viên nhà thờ. Một lần nữa, với tâm tình tri ân và cảm tạ, giáo họ Bắc Cường chúng con xin chân thành cảm ơn đức cha, quý cha và quý vị. Cho dù đã cố gắng hết sức mình, nhưng chắc chắn trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay còn thiếu sót. Chúng con rất mong được sự cảm thông và lượng thứ. Chúng con xin bái tạ.
trước đó thì tôi cũng xin được nói lên tâm tình là chúng tôi rất là quan tâm đến giáo xứ Lào Cai cũng như là các giáo họ ở trong tỉnh Lào Cai luôn. Thì chúng ta thấy rằng là trước đây thời thế khó khăn, các chúng ta thiếu các linh mục, cho nên có một cái lúc mà chỉ có một mình cha Thành ở đây để phụ trách cả các cái họ đạo chung quanh cái tỉnh Lào Cai này, và cha Bình thì ở trên vùng Sapa rồi lại kiêm nhiệm Lai Châu và Điện Biên. Hôm nay chúng ta thấy nó về phương diện này Chúa cũng rất là thương yêu chúng ta, cho nên đã ban cho có thêm nhiều linh mục ở trong giáo phận cũng như nhiều linh mục ở ngoài giáo phận đến đây để mà góp phần làm mục vụ ở đây. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý cha của các hội dòng đã đáp lời kêu gọi của Đức Cha giáo phận dấn thân đến với vùng đất xa xôi nhất, hẻo lánh nhất đây. Thì chúng ta thấy hôm nay đang mở ra một cái hứa hẹn trong tương lai cho Lào Cai. Và thấy từ chỗ một mình cha Thành ở đây, cha Bình ở Sapa cũng thuộc tỉnh Lào Cai, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có đến cả chục linh mục rồi. Đấy, ở đây 6-7 cha, 8 cha, rồi ở Sapa cũng có. Và hơn nữa là cái vùng Lai Châu và Điện Biên bây giờ cũng đã được tách ra để giao cho cha Ngoạn, đây cũng có mặt ở đây, cha Huấn, hai cha cũng đã dẫn thân lên cái vùng xa xôi ở trên Điện Biên và Lai Châu để chia sẻ cái trách nhiệm mục vụ, làm đó là điều rất là đáng quý mà chúng ta phải tạ ơn Chúa không ngừng. Cũng trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng tôi cũng muốn nói lên lòng lời cảm ơn đối với tất cả anh chị em Bắc Cường đã giữ được cái niềm tin. Cái niềm tin tuy rằng là ở đây sự hiện diện của anh chị em cũng rất là khiêm tốn, đã có gần 100 năm nay, nhưng mà cái số những người tín hữu chỉ có 520. Có nghĩa là nếu đổ đồng ra thì một năm thì có được có 5 người. Nhưng mà hy vọng rằng từ đây với một cái trang sử mới đó, hoàn cảnh dễ dàng hơn, thuận lợi hơn về mọi mặt, thế thì anh chị em sẽ cố gắng làm sao để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng cho anh chị em bà con chung quanh chúng ta đây để được nhận biết Chúa. Và rồi tôi cũng mong một cái viễn ảnh là một ngày không xa rồi đây các họ đạo ở trong Lào Cai sẽ tách ra để biệt lập, để thành không phải là giáo họ mà là giáo xứ, là thành giáo xứ. Thành giáo xứ Bắc Cường cũng có thể trở thành một giáo xứ, rồi Sơn Mãng, Cam Đường, rồi các họ đạo khác ở Tầng Lõn, Phố Lu, Bảo Hà, vân vân, làm sao để trở thành những cái cộng đoàn giáo xứ có các linh mục ở tại chỗ để phục vụ cho anh chị em. Tất cả những vĩ đại tốt đẹp đó chúng ta xin dâng lên Chúa. Để tỏ lòng biết ơn thì tôi có hỏi cho Thành, và được biết ở đây có ông Đan Minh Bùi Văn Đốc, ông Trùm ở họ sở tại đây, là một người đã có rất nhiều cái công lao đối với giáo họ. Thì tôi xin mời ông Đốc, cũng lại là chính ông đọc bài diễn văn, xin mời ông lên đây. Tôi xin thay mặt cho tất cả mọi người để tặng lại ông bó hoa này như là một lời cảm ơn chân thành của tất cả chúng tôi đối với bao nhiêu cái hy sinh công lao khó nhọc ông đã dâng hiến cho Chúa và giáo họ Bắc Cường. Xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây, xin mọi người đứng lên chúng ta lãnh nhận phúc lành của Chúa. Xin mời các đoàn dâng tặng hoa cho giáo họ, xin mời các đoàn đại diện cho tỉnh, cho công an tỉnh, cho công an thành phố, cho ủy ban dân thành phố và cho phường Bắc Cường. Xin mời ông Đốc một lần nữa lên để cùng với cha xứ nhận hoa. Thành phố Lào Cai chúc mừng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn công an thành phố Lào Cai. Của công an thành phố Lào Cai, của giáo xứ Lục Yên, của ban chấp hành nhà giáo giáo dân giáo phận, ban chấp hành giáo phục vụ giáo dân giáo phận, cùng pháo tay để cảm ơn ban phục vụ giáo phận. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu lãng hoa tươi thắm của cộng đoàn giáo dân giáo xứ Lào Cai.
Giáo họ Cốc Léo xin cảm ơn giáo xứ Lào Cai, giáo xứ mẹ đã đến đây để chung chia với niềm con, với niềm vui của con mình. Xin trân trọng kính mời giáo hoa tươi sáng của giáo xứ Lục Yên. Ngoài những lãng hoa tươi thắm, giáo xứ Vĩnh Lộc cũng muốn dâng lên những tâm tình biết ơn qua những tấm phong thư nhỏ bé để nói lên sự hiệp thông và chia sẻ. Xin chúng ta đồng một tràng hoa tay để cảm ơn và tôn vinh lãng hoa tươi thắm của giáo xứ Lục Yên. Xin trân trọng kính mời siêu thị Đức Huy. Vâng, siêu thị Đức Huy đặt một bình hoa rất sức đẹp, có thể không tàn phai trong năm tháng. Mong rằng giáo xứ giáo họ Bắc Hường sẽ giữ lại bình hoa này để ngàn vững thiên. Xin chân thành cảm ơn doanh nghiệp Đức Tiến đã đến tặng hoa và chúc anh chị thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực kinh tế và thương mại. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Hôm nay Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ khởi công xây dựng Thánh Đường Bắc Cường. Xin người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Kitô con yêu dấu của Người mọi con cái đang tản mát bốn phương. Xin người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của Người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Anh chị em đã được phúc đón nhận bí tích thánh tẩy để trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Yeah.